Xin lỗi các anh chị là vừa rồi là tạm dừng cái video gián đoạn do thời tiết nóng quá. Thời tiết quá nóng. Thế là máy điện thoại, máy iPad tự camera nóng 390 độ là dừng. Hãy tiếp tục phát cái giống dưa 566. Trôi hết rồi kìa. Đây, so với cái iPad luôn. Đây. Vừa tôi phát một iPad nóng quá. Đặt quả iPad lên. Ui dồi, che không. Che quả dưa không được. Che quả dưa được. Đấy. Đây dưới này, dưới rỗng này, con ăn dưới rỗng này. Đây. Đấy, quả bên kia rồi. Đấy, to. Dưa nắng rồi nhưng mà nắng quá. Dưa đẹp quá. Nhiệt độ là 40 độ C là camera tự tạm dừng luôn. Không chịu nổi. À, dưa hấu. Dưa Mỹ. Tại Bình Định. Được chưa? Hoạt động bình thường. Hoạt động bình thường chưa? Thế phải đăng lại chứ. Nó hỏi mình đăng 30 ngày hay là đăng không bao giờ xóa. Đấy. 53 ngày. À ngày mai, năm hôm nay 52 ngày. Chọn quả được 15 ngày. 15 ngày chọn quả to đấy nhỉ. Nhanh nhỉ. Chứ còn là thời tiết này nó nắng. Nắng là rất nhanh. Tức là từ lúc đậu đến lúc chọn nó khoảng từ 5 đến 7 ngày. Còn mà chọn được 15 ngày thì quả ra được 20 ngày. Rất là đẹp. Quá nhanh luôn. 3 quả liền nhau này các bác. Rất là đẹp. Sao chụp đi. Cái máy chụp quay một đoạn. Vâng, tôi xin phép chuẩn bị tạm dừng video. 7 cân này. Rất đẹp. Thời tiết nóng quá, thấy điện thoại nóng rồi đấy. Em thấy camera đang nóng nóng rồi đấy. Trong này nhiệt độ giờ đang là 40 lên 40 độ C rồi. Hôm nay là nhiệt đài báo là 42 độ. Thấy nóng nóng rồi, camera chuẩn bị tạm dừng rồi. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại các bác nhé. Hẹn các bác ở video tiếp tục video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Mọi thông tin về giống cũng như thuốc và bệnh cây, quý bà con có thể liên hệ với số điện thoại Zalo, Facebook trên màn hình.